Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Và một trong những món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình đó là các loại bánh nướng, bánh dẻo. Nhưng theo ghi nhận của các phóng viên chúng tôi thì từ đầu mùa cho tới nay, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và đình chỉ nhiều cơ sở sản xuất vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này đã khiến cho người tiêu dùng gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm bánh Trung Thu. Vì vậy mà nhiều người đã lựa chọn cách đó là tự làm bánh Trung Thu hoặc là đặt làm từ bạn bè và người thân. Sau đây là ghi nhận tại Hà Nội. Tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, một dây chuyền sản xuất bánh trung thu bẩn bị phát hiện. Còn đây là hình ảnh tại dây chuyền sản xuất bánh trung thu khác. Nhìn thì có vẻ rất sạch, nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Gần đây nhất là cơ sở sản xuất bánh trung thu nổi tiếng Bảo Phương cũng đã phải ngừng sản xuất do không đảm bảo các thủ tục pháp lý, vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, hàng chục tấn bánh nhập lậu từ Trung Quốc và hàng trăm ngàn quả trứng muối không rõ nguồn gốc cũng vừa được phát hiện. Có những năm trước, chúng tôi nhớ là có những doanh nghiệp sản xuất đến gần 2.000 tấn trong cái dịp Tết Trung Thu. Thế nhưng mà chúng tôi tìm hiểu thấy cái sản lượng có vẻ thấp hơn. Thế nhưng mà nói như vậy thấp hơn không có nghĩa là các cái hành vi làm giả rồi nhập lậu các cái nguyên liệu làm sản phẩm bánh mà giảm đi. Chính vì vậy mà Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương đã chỉ đạo cho các địa phương phải tập trung thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh và đặc biệt là các tỉnh có biên giới phải tập trung vào ngăn chặn cái việc nhập lậu các nguyên liệu. Thực phẩm bẩn đang tiềm ẩn trong mỗi sản phẩm. Chính điều này đã khiến cho người tiêu dùng ngày một mất niềm tin khi lựa chọn mặt hàng cho ngày lễ Trung Thu. Đây cũng là lý do khiến cho sản phẩm thủ công tư nhân đang ngày một lên ngôi. Tôi cũng làm theo đúng cái lượng mà khách truyền thống của tôi quen, mọi người đã ăn quen và mọi người đã đặt. Thế nên là cũng không nắm rõ được là nó là bao nhiêu. Đại khái nó phải tầm đến 2 đến 3.000 cái. Chỉ cần làm một khảo sát nhỏ trên Internet, ngay lập tức người tiêu dùng sẽ nhận được hàng trăm ngàn lựa chọn. Xu hướng chọn bánh trung thu thủ công đang nở rộ. Điều này cũng đã khiến cho các công ty sản xuất bánh truyền thống phải tìm mọi cách để cạnh tranh trên thị trường. Thì cái xu hướng của cái bánh handmade hiện nay đã là cái xu hướng của thị trường trong một vài năm gần đây. Thế nhưng mà đối với công ty bánh mứt kẹo Hà Nội thì cũng nhận thấy đây là một cái sự quan tâm của người tiêu dùng đến chất lượng của sản phẩm. Một công ty truyền thống, tất cả nguyên liệu đầu vào của tôi đều có nguồn gốc, xuất xứ và có cái công bố chất lượng đáp ứng cái nhu cầu của thị trường và cũng có một cái quan tâm đến cái việc cái xu hướng này thì công ty chúng tôi cũng đa dạng hóa các cái mặt hàng rồi quan tâm hơn nữa đến cái hình thức mẫu mã bao bì sản phẩm. Kén bánh từ các công ty bánh kẹo truyền thống, chọn bánh thủ công đang là xu hướng mới. Nhưng để chọn được những sản phẩm thực sự đạt chất lượng sẽ là một thách thức với xu hướng này. Để có được sản phẩm vừa hợp túi tiền vừa đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng cần nắm rõ nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm tại cơ sở sản xuất. Đừng để tình trạng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.